nhá, chào mừng đến với channel tôi này bác. Lại lần trước có xíu được ở nhà tiếp tục anh em hôm nay là đấy mùa Noel các bác em, thì nói chung là hôm nay đem vào vốn là 28 triệu đồng ấp cầu về bờ tại cũng game TDC. Hôm nay quán anh em ở đây thì gõ câu lầm lúa mình nó gọi là an toàn uy tín ngay. Ở đây gọi là soi những quả câu để đẻ về bờ. Ôi cầu đang hai mũi bác xíu nhá. Xíu lại cái ba cú xíu đi. Đấy, đây đang có ở sự kiện Noel đâm ra game thay đổi đẹp phết luôn nhỉ. Cầu này gì đây? Đi lại cầu này về tài các bác em ơi. Lại tiếp cái tài mình là cái năm đi. Ở đây coi nào. Đâu, và xỉu các bác, cái này và xỉu năm cũ. Cái này là phải đánh theo cầu bác 214 thì đánh về lại cầu là tầm là 43 21 là đẹp. Đấy. Coi thử mới vào này hôm nay là nạp tiền vào chứ mình đang đi cà uống cà phê. Này xỉu 3M là cái xỉu 5M từ hai cây từ cái nào ăn đây. Mong người vậy gọi là lầm được cầu cho nó ít tính an toàn cho game được tuyệt đối ở nhà tại game TDC nhá. Lầm tiếp hai quả vị không? Đọc được hai quả vị này có chắc chơi được không đây không ạ? Xỉu 5 với lại xỉu 3 cũng nhá, lầm lúa nhá. Mời tiếp cầu đồng lũ mình chờ Mark Pinto. Hello anh em. Thì mọi người vào đây channel của tôi thì mọi người nhớ một ngày thì theo dõi channel của tôi thì có công thức đánh cầu về hợp bờ hết đấy. Mình sẽ dựng ở nhà hết nha. 5 này, 54 này. Ôi dồi ôi, định mẹ tài rồi, biết đánh tài mẹ rồi. Ở bên này ăn cái 3, thu cái 5 cũng quá cha em ơi. Bên này đang có quả cầu đi một bộ sau ấy. Cọc vị thử à. Về lại về là tầm 15. 5 là nó 3. Là nó 3 căng ấy, này về lại tiếp xíu với bác. Này bẻ luôn bác, bẻ lục cây 5 cũng 9 xíu luôn. Con này vẫn đi 2 mỗi mà có kép 9 nhờ, căng nhờ. Này kép 9 này, kép 9 đi đều đều nhờ. Cái này về lại cho mình là cây tầm là cây 8 củ xíu nhá. Đánh cái to to thử cho nó hợp lý không? Bác hai cái to. Bên quả này tự nhiên có câu 2 mỗi dài dài, nói chung là 2 mỗi càng dài này càng thích em ạ. À, không có gì mà khó này, nó ra xíu thì này là nó nghĩ ra tôi nghĩ nó nếu nó bệ là bệ bệ xíu mà 9 là 9 kép mà mẹ cái nào cũng 9 nhờ. Cái nào kép cũng 9 căng quá. Cái nào kép 9 căng cực kỳ luôn. Câu này dễ gãy lắm. Còn theo cầu thì anh em mình nói chung là vào đây theo dõi vào channel tôi thì tôi mỗi ngày thì đều gọi là lên video cho mình để anh em mình có những cái cách đánh cầu động vị mình cực kỳ đơn giản nhá. Xíu cái 59 lập luôn. Này đang chấp bằng xanh đi. Xanh mở bát đi nào. Mở bát có tiền. Má cái này gãy không? Mấy cái 8 cái thua. Cái thua cái to ăn cái nhỏ, thua cái to hoài hai cây rồi đấy. Lỗ sóng rồi đấy. Má lỗ rồi. Má ăn cái to thua cái nhỏ thôi, bực cái mình chứ không phải không bực đâu anh em ơi. Này bật tài là 12, này 1-1 các bác mà. Phải làm 1-1 đi. 8.570.000 các bác. Đấy. Này về cầu thôi. Thì cũng sao được về cầu. Ờ đang đi uống cà phê mà mấy con lợn sắc bên bàn hay nhìn mình đánh cầu mà. Cây thấy cây. Mấy con lợn rừng 4.8 bác. Thấy mình tìm nhiều ấp cầu nó hay nó buffet mà. Đấy thì nữa tôi soi mạng đó cho anh em mình là cho info cho nó coi mặt nhá. Đây các bác đấy, đấy mình đang uống cà phê với con lợn này bác thấy không? Mấy con lợn đấy của nó là bên nhà hàng xóm các bác mà nước này là bên nhà hàng xóm mình ấy, nó là con của bác Cảnh đấy, đâm ra con bạn Cảnh tôi thì cứ ra thấy coi cầu nhà mà mấy bạn ấy giàu nhà mình nghèo mình phải đi gõ tới xỉu kiếm sống ấy mà đấy, xỉu nào và xỉu lầm lúa không, xỉu cây nhờ, xỉu cây nhá, 5 này 52 này lầm bác chứ mưa luôn ngon. Tài mà, đã tài không? Có tài luôn, lập 2 cây nhá. Rồi lời được bác lời rồi, thấy không? Như là con tiếng lời rồi. Thế là sao lời được hay ta? Mình này cũng nhớ 4 bao nhiêu á, nhưng 4 mình chỉ có 2 mấy triệu rồi. Lời được ok, lời là ok được. Được việc cái này 1-1 các bác. Để đi 1-1 dài dài mà bác, 6 củ với tài đi. Cầu này đi lại cho mình là cầu này cũng đi 1-1 tí cho mình nhá. Nó không có kép gì hết đấy. 5 củ xíu. 4 chỉ có 28 triệu rồi. Đánh cầu cho lên công về thủ cho nó sướng. Đấy. Nói chung là bạn nào này vào đây là muốn gọi là ăn tiền lãi cái tại game này ấy, Noel ấm áp ấy thì mọi người chỉ cần là follow channel tôi vào tôi sẽ dẫn mình đánh lại hết nhá. Tại cũng game TDC luôn. Tài 6M lại xỉu 5M lầm lúa. Bắt tiếp hai quả cho về làng nè. Lầm tiếp cầu cây đi. Rồi tài 6 xỉu 5 nhá. Lầm tiền được không đây? Có được sao được lầm tiền được không đây bác? Tài 6 củ xỉu 5 củ như nào đây? Mong là cho ăn hết, đánh cái cầu cho ăn hết cũng được, dễ sơi mà. Này dễ sơi được hợp lý mà, gì đâu phải bê bờ thôi. Tài 6 củ 5 này, 53 này. Ô cái lậm bác nó nhẹ nhàng không? Đánh cầu phải như vậy ấy. Cầu nó dễ, đánh theo dễ các bác, một bộ nó đẹp luôn. Ô cái mẹ, đánh và thông tay thế này, thấy không? Thấy không? Đấy, chơi như tôi đấy, nó gọi là ăn được tiền là dễ dàng hơn, thấy không? Đấy, một người con này đang đi uống cà phê. Nói chung là đây là mấy đứa em tôi mà. Nó là con nhà bác Cảnh đấy, thấy không? Đấy. Ở đây thì nói chung là mấy bạn ấy thì vẫn ra coi mình đánh tiền kiếm tiền ấp lại mình bao tụi nó uống cà phê mà đấy, thế nó đâu có gan đánh như mình đâu, mình là có gan rồng mà. Này về lại cái xỉu 2.8 này,
Đây và tiếp lại mình cây này cao kép 10 nhá. Cầu kép này cái mẹ nó tài đi. Tài lại cái 4M đi, đang lời rồi. Ốc vậy cứ lời nhẹ nhẹ và đánh nó dễ dàng thôi. Công thức nhà mình quan trọng là có câu ốc hết mà cả nhà. Theo dõi channel tôi mỗi ngày thì anh em sẽ có công thức mới mẹ thôi. Noel này phải ấm quá. Mùa đông này không lạnh nhá. Rồi. Hôm trước có thấy bạn Hà, bạn cứ comment lên hỏi công thức đánh câu rồi mình vẫn hướng dẫn chỉ các bạn, cứ nhắn qua bên mình là mình kéo cho bạn Hà nhá. Kéo tài xỉu có tiền nuôi con nuôi vợ nhá. Ôi ôi mẹ 1-4 là 6 cây ấy nhỉ. Cây thế nhỉ. Nặng cây mới nhắc bạn Hà xong là 1-4 là 6 rồi. Rồi ok, hôm nay bên này gỡ lại được, bên này đánh cái 4 ăn được hơn là cây này. Nói chung là ăn cái to thu cái nhỏ này nó cũng là ok. Rồi nhá, mình đánh một phát lên 50M nè. Cái này nói chung là đang là 47 triệu thấy không? Đây này đang là Noel, căng cực kỳ căng. Rồi để mình đánh tiếp cây cuối. 13 này anh em gãy nhá mà, gãy với tài đi nhá, gãy với tài mình là cây này về lại 2.8 tài. Rồi cây cuối luôn chốt lãi luôn. Nhẹ nhàng thế là anh em có tiền lãi hôm nay rồi không? Đấy bao mấy đứa con cháu nhà bác Cảnh uống cà phê này rồi bao bạn bè uống cà phê ấy. Vậy là sướng. Nói chung anh em mà muốn kéo và đây chỉ có là follow channel tôi kéo cho rồi nha. Tôi kéo là các bạn tôi cầm tiền anh em đánh mà tôi chỉ kéo là tôi đọc cầu cho người đánh nhá, hiểu không? Hoặc là tôi đánh trên live, tôi lên live hay là tôi hay live stream ấy thì một người đọc cầu lên live, một người theo cầu trên live nó uy tín hơn. Anh em mình đều gọi là đều về bờ. Đâu phải như mấy thằng lù gà khác ấy mà. Này trên đời nó như thằng lù gà đó mấy bạn. Tình gì nó nhất là mấy thằng mà đánh bạc rát ấy, mẹ tôi đánh tài xỉu mà cho nó ngon lành mẹ rồi. Đánh bạc rát làm gì, mấy thằng lù gà ấy, bạn đừng tin tưởng nó làm gì, này sợ về số 9 thôi. Đến đấy là có lãi gì đâu mà dễ dàng, sơi quá dễ. Ôi này gãy các bác nhẹ nhàng thôi không được, chút lãi được là tầm là 25M được ok chưa anh em ơi. Đấy bạn nào thấy kênh tôi đánh hay cho xin một like subscribe nhé mọi người. Chúc anh em một ngày chiêu vẻ mang với cộng game tôi lên C và xin phép tắt video tại đây bác và tổng cho tất cả anh em ba mọi người nhé.